Xin kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô dạy các con học tiếng Việt lớp 2 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài ôn tập cuối học kỳ 1, trang 137 đến trang 142. Cô mời các con chuyển vào bài tập số 1. Bài 1 nhìn tranh nói tên các bài đọc. Tranh số 1, tranh số 2, tranh số 3, tranh số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Đây là tranh minh họa các bài đọc mà các con đã được học. Đó là bài gọi bạn, tớ nhớ cậu, chữ A và những người bạn, nhím nâu kết bạn, thả diều, sự tích hoa tỉ muội, cánh cửa nhớ bà, thương ông. Đọc tên và quan sát tranh các con thấy thật là quen thuộc đối với mình đúng không nào? Bây giờ các con hãy nói lại tên của các bài các con đã học đúng với nội dung của các tranh minh họa. Đó là yêu cầu của bài số 1 đấy các con ạ. Nào, tranh số 1 minh họa cho bài đọc nào. À, đây là tranh minh họa của bài Sự tích hoa tỉ muội. Thế còn tranh số 2 là bài đọc nào? À, đó là bài đọc Tớ nhớ cậu. Thế còn tranh 3? À, tranh 3 là minh họa cho bài đọc Gọi bạn. Tranh số 4? Đó là tranh minh họa bài đọc Thả diều. Tranh số 5? Đó là minh họa cho bài Cánh cửa nhớ bà. Tranh số 6? Đó là tranh minh họa của bài đọc Nhím nâu kết bạn. Tranh số 7? Đó là bức tranh minh họa bài đọc Chữ A và những người bạn. Thế còn bức tranh số 8? Đó là tranh minh họa bài đọc Thương ông. Cô mời các con đọc lại nào. Sự tích hoa tỉ muội, tớ nhớ cậu, gọi bạn, thả diều, cánh cửa nhớ bà, nhím nâu kết bạn, chữ A và những người bạn, thương ông. Vậy chúng mình vừa được nhớ lại một số bài đọc mà các con đã học. Cô mời các con chuyển sang bài 2. Dựa vào các tranh vẽ ở bài tập 1, tìm từ ngữ chỉ sự vật theo mẫu dưới đây. Từ ngữ chỉ sự vật gồm những từ chỉ người và những từ chỉ vật. Những từ chỉ người và những từ chỉ vật thì đều được gọi là từ ngữ chỉ sự vật. Vậy các con tìm đâu là từ chỉ người và đâu là từ chỉ vật trong những bức tranh ở trên? À, từ chỉ người có rất là nhiều. Ví dụ bà, nết, đó là từ chỉ người. Từ chỉ vật, ví dụ nhím nâu, cây cao, đúng không nào? Cánh cửa, dòng suối đây, trong câu chuyện gọi bạn. Đó là những từ chỉ vật, vân vân, đúng không nào? Cô mời các con trình bày tiếp theo nào. Ví dụ như là từ chỉ người như là chị này, Việt này, ông này, đúng không nhỉ? Bà này, cháu này, chị, em, nết, na. Từ chỉ vật, ví dụ bê vàng, dê trắng, kiến, sóc, diều, đúng không? Lúa, cây, chữ A, hoa, nhà, cánh cửa, vân vân. Vậy các con có thể tìm được rất nhiều từ chỉ người và từ chỉ vật. Và tất cả những từ chỉ người và những từ chỉ vật thì gọi chung là từ ngữ chỉ sự vật. Vậy thế nào là từ ngữ chỉ sự vật? À, từ ngữ chỉ sự vật đó là những từ chỉ người và những từ chỉ vật. Các con nhớ chưa nào? Tiếp theo cô mời các con chuyển sang bài số 3. Đọc lại một bài đọc em thích, nêu chi tiết, nhân vật,
hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất? Bạn trai nói, tớ thích hai chú nhím trong bài nhím nâu kết bạn. Bạn nữ nói, còn tớ thích bê vàng và dê trắng trong bài gọi bạn. Các con hãy chia sẻ bài đọc mà con thích cho các bạn của mình cùng nghe nào. Cô mời các con chia sẻ. À, các con có thể nói, tớ thích nhân vật Việt trong bài thơ Thương Ông vì đó là cậu bé ngoan ngoãn, biết giúp đỡ ông khi ông bị đau chân. Hoặc các con có thể nói là các con thích chị Nết, chị em Nết Na, đúng không? Trong câu chuyện Sự Tích Hoa Tỉ Mụ ấy. Hoặc các con có thể nói là con thích hình ảnh người cháu trong bài Cánh Cửa Nhớ Bà, đúng không nhỉ? Vân vân. Cô mời các con chuyển sang bài số 4, đọc lời của chim hải âu và trả lời câu hỏi. Đây là loài chim hải âu các con ạ. Và chim hải âu nói, xin chào các bạn, mọi người gọi tớ là hải âu vui tính. Tớ sống ở biển, tớ thích bay lượn, ca hát, đùa giỡn với sóng biển. Theo em, chim hải âu nói những câu trên với ai? Trong tình huống nào? Đóng vai một loài chim khác đáp lại lời của hải âu. Đó chính là yêu cầu của bài tập số 4 đấy các con ạ. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Theo em, chim hải âu nói những câu trên với ai? Trong tình huống nào? Cô mời các con suy nghĩ trả lời. À, chim hải âu nói câu đó với các loài chim khác khi đi đâu xa hoặc khi gặp lại những người bạn ở nơi khác đến. Chim hải âu nói lời chào và lời tự giới thiệu về bản thân. Câu 2, đóng vai một loài chim khác đáp lời hải âu. À, đáp lại như sau. Chào hải âu, tớ là chim sẻ. Tớ sống ở vùng đồng bằng và đồi núi. Tớ hay giúp đỡ bà con nông dân diệt sâu để bảo vệ mùa màng. Cô mời các con đọc lại nội dung bài. Các con thân mến, vậy khi chúng mình đi đâu hoặc chúng mình gặp những bạn ở nơi khác đến, chúng mình có thể nói lời chào và tự giới thiệu về bản thân giống như chim hải âu. Các con nhớ chưa nào? Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài 5, thực hành luyện nói theo tình huống. A. Tình huống 1. Nếu em chuyển lớp hoặc chuyển trường, em sẽ giới thiệu về mình như thế nào với các bạn trong lớp mới? B. Tình huống 2. Lớp em có một bạn ở trường khác chuyển đến. Em sẽ nói gì với bạn để thể hiện sự thân thiện? Cô mời các con suy nghĩ để trả lời. Ở tình huống A, chúng mình có nghĩ giống cô giáo không? À, chúng mình sẽ nói, chào các bạn, tớ là học sinh mới chuyển đến lớp mình. Tớ tên là Mai, sở thích của tớ là đọc truyện, hát và học toán. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Các con phải nói lời chào và giới thiệu về mình một chút, mình có những sở thích gì và mình mới chuyển đến. Và các con có thể nói rõ hơn là tớ vừa chuyển ở trường, ví dụ tớ ở trường Nguyễn Du về, hoặc tớ mới chuyển ở trường Chu Văn An về trường mình. Và các con sẽ nói mong muốn của mình là tớ rất mong được các bạn giúp đỡ. Cô tin rằng khi nghe được lời chào này của các con thì các bạn cũng rất là yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ con để con sớm làm quen và sớm hòa nhập với tập thể lớp. Tình huống 2, mình sẽ làm thế nào? Mình sẽ nói gì với bạn để thể hiện sự thân thiện khi mà có một bạn ở trường khác chuyển đến? À, mình có thể nói, chào bạn, rất vui được làm quen với bạn. Đúng không nhỉ? Và các con cũng có thể giới thiệu con, tên của mình, sở thích của mình, vân vân, để cho bạn biết về mình.
Các con thân mến, vậy nếu các con mà phải chuyển trường thì cô tin là các con sẽ biết nói lời giới thiệu với các bạn ở trường mới. Và khi lớp của chúng mình mà có bạn mới chuyển đến thì cô tin rằng các con sẽ cũng biết nói những lời để thể hiện sự thân thiện với bạn và giúp đỡ bạn sớm hòa nhịp cùng với cả lớp. Các con đồng ý không nào? Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài 6, dựa vào tranh tìm từ ngữ A chỉ người, chỉ vật, B chỉ hoạt động. Đó chính là yêu cầu của bài tập số 6. Cô mời các con quan sát tranh, suy nghĩ và viết ra vở hoặc ra nháp, sau đó trình bày bài. Cô mời các con hãy đối chiếu với kết quả của cô. Từ chỉ người, chỉ vật gồm có người bán cây cảnh, rồi người mua cây, đúng không? Người mua cành đào, đúng không nhỉ? Rồi người phụ nữ, người đàn ông này, rồi trẻ em này, rồi người nặn đồ chơi này, rồi bạn nam này, bạn nữ này, đúng không nào? Vân vân. Đó. Rồi cành đào. Cành đào là từ chỉ vật, đúng không nào? Chậu quất, đúng không? Đèn lồng, túi và đồ chơi. Đó là những từ chỉ người và những từ chỉ vật. Những từ chỉ người và những từ chỉ vật thì gọi chung là từ chỉ sự vật. Thế còn những từ ngữ chỉ hoạt động, đó là gì? À, bán hàng, đúng không nhỉ? Mua hàng, đi chợ, mua quất, nặn đồ chơi, dắt tay, làm tò he, vân vân. Đó chính là những từ chỉ hoạt động. Vậy là qua hai bức tranh, chúng mình đã tìm được rất nhiều những từ ngữ chỉ người, chỉ vật và những từ ngữ chỉ hoạt động. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài số 7. Nói 2 đến 3 câu về nhân vật ở trong tranh. Nào, cô mời các con suy nghĩ để trả lời. Và đây là phần gợi ý của cô. Ví dụ, chợ Tết rất đông vui, mọi người đi chợ, mua sắm, tấp nập, người mua đào, người mua quất. Hoặc là ví dụ thứ hai, đây là người bán cây cảnh, bác ấy đang mời mọi người mua cây, bác ấy tươi cười chào đón mọi người. Đó, hoặc ví dụ tiếp theo, đây là bác bán đồ chơi cho trẻ em, bác ấy đang nặn đồ chơi, bác nặn đồ chơi rất đẹp, nên các bạn nhỏ xung quanh để xem. Dựa vào những ví dụ của cô, các con hãy viết 2 đến 3 câu hoặc nhiều hơn cũng được về nhân vật ở trong hai bức tranh này. Các con bấm dừng video để viết. Viết xong các con lại bấm tiếp theo. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài 8. Chọn dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông. Chị, em đang viết gì đấy? Em đang viết thư cho em. Chị, hay đấy. Trong thư nói gì? Em, ngày mai nhận được thư em mới biết. Ở vị trí ô trống đầu tiên, ô vuông này chúng mình sẽ điền dấu gì? À, chúng mình sẽ điền dấu hỏi chấm vì đây là câu hỏi. Cuối câu hỏi viết dấu hỏi chấm. Còn ở đây là câu trả lời. Câu trả lời thì chúng mình sẽ viết dấu chấm cuối câu. Và câu tiếp theo lại là câu hỏi. Vậy cuối câu hỏi chúng mình sẽ viết dấu hỏi chấm. Và câu tiếp theo là câu trả lời, chúng mình sẽ viết dấu chấm. Vậy là trong bài này, chúng mình thấy có dấu hỏi chấm,
dấu chấm và dấu chấm than. Vậy khi nào thì viết dấu hỏi chấm, khi nào thì viết dấu chấm và khi nào thì viết dấu chấm than ở vị trí cuối câu? À, ở đây có dấu chấm than. Vì sao? À, đây. Đây là câu bộc lộ cảm xúc, là lời khen. Hay đấy. À, đây là lời khen bộc lộ cảm xúc, cho nên là cuối câu bộc lộ cảm xúc chúng mình sẽ viết dấu chấm than. Còn cuối câu hỏi chúng mình sẽ viết dấu hỏi chấm. Còn câu kể, em đang viết thư cho em. Đây là một câu kể, câu nêu hoạt động, thì chúng mình sẽ viết dấu chấm. Và câu cuối cùng, ngày mai nhận được thư em mới biết. Đây là câu trả lời, nêu sự việc. Vậy câu kể, câu nêu sự việc và những câu trả lời như thế này, chúng mình sẽ viết dấu chấm cuối câu. Các con nhớ chưa nào? Các con hãy lưu ý để khi viết bài, chúng mình sử dụng dấu câu cho đúng. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài nghe viết. Niềm vui là gì? Các con mở sách giáo khoa trang 139. Gấu hỏi sóc. Sóc ơi, niềm vui là gì? Niềm vui là được nằm trong vòng tay mẹ đếm sao trời. Sóc trả lời gấu. Thấy kiến đi qua, gấu hỏi. Bạn kiến ơi, niềm vui là gì? Niềm vui là trời tạnh giáo, chúng tớ không phải chuyển nhà. Cô đố các con, trong câu chuyện có những nhân vật nào? À, trong câu chuyện có gấu, sóc và kiến. Gấu hỏi các bạn điều gì? À, gấu hỏi các bạn, niềm vui là gì? Và gấu nhận được câu trả lời của các bạn như thế nào? À, gấu hỏi sóc thì sóc trả lời, niềm vui là được nằm trong vòng tay mẹ đếm sao trời. Thế còn khi hỏi kiến thì kiến trả lời, niềm vui là trời tạnh ráo, chúng tớ không phải chuyển nhà. Mỗi bạn đã trả lời gấu theo suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình, gắn với niềm vui riêng của mỗi bạn. Đúng không nào? Kiến và sóc có những niềm vui riêng, cho nên đã trả lời với những suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình. Các con thấy trong bài này có dấu hai chấm xuất hiện hai lần. Và sau dấu hai chấm là lời nói trực tiếp của nhân vật. Các con sẽ xuống dòng lùi vào một ô và gạch đầu dòng ở ô thứ nhất, viết ở ô thứ hai để viết lời của nhân vật. Các con lưu ý, sau dấu hai chấm các con viết lời của nhân vật thì các con sẽ xuống dòng, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất và bắt đầu viết ở ô thứ hai. Và đầu câu các con viết hoa. Các con nhớ chưa nào? Dấu hai chấm tiếp theo cũng như thế, xuống dòng lùi vào một ô, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất, viết ở ô thứ hai. Đây là cách trình bày khi viết lời của nhân vật. Các con sẽ viết dấu hai chấm xuống dòng, lùi vào một ô, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất và viết ở ô thứ hai. Bây giờ các con đọc, các con nghe cô đọc để chúng mình viết. Niềm vui là gì? Xuống dòng, lùi vào một ô, gấu hỏi sóc. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất và viết ở ô thứ hai. Sóc ơi, phẩy, niềm vui là gì? Hỏi chấm. Xuống dòng, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất, viết ở ô thứ hai. Niềm vui là được nằm trong vòng tay mẹ đếm sao trời. Sóc trả lời gấu. Chấm xuống dòng. Thấy kiến đi qua, gấu hỏi. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất, viết ở ô thứ hai. Bạn kiến ơi, phẩy, niềm vui là gì? Hỏi chấm.
Xuống dòng, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất, viết ở ô thứ hai. Niềm vui là trời tạnh ráo, chúng tớ không phải chuyển nhà. Vậy là chúng mình vừa viết bài Niềm vui là gì? Trong bài này các con lưu ý dấu hai chấm và đằng sau dấu hai chấm là lời nói của nhân vật. Các con sẽ lùi vào một ô, gạch đầu dòng ở ô thứ nhất và viết ở ô thứ hai. Đó chính là điều mà các con cần lưu ý ở bài viết này. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài 10. Tìm tiếng chứa yên hoặc yên thay cho ô vuông. Ở tranh số 1, nào các con quan sát tranh và câu phù hợp với bức tranh đó là gì? Biển rộng mênh mông, biển có vần yên, đúng với yêu cầu của bài. Xóm làng bình, bình yên. Tiếng yên không có âm đứng trước nó thì mình sẽ viết y dài. Tiếng yên chính là vần yên. Vần yên tạo thành tiếng yên và khi viết thành chữ yên thì chúng mình viết y dài bởi vì phía trước không có âm nào đứng trước cả. Còn vần yên y ngắn thì sẽ có âm đứng liền trước. Biển rộng mênh mông, xóm làng bình yên. Tiếp theo, với bức tranh này, các con sẽ điền tiếng chứa vần yên ở đây là gì? Triền núi có ruộng bậc thang, triền có vần yên. Vần yên chúng mình sẽ viết y dài bởi vì có âm chờ đứng trước. Còn vần yên tạo thành tiếng yên, không có âm đứng trước thì chúng ta viết yên y dài. Còn có một âm đứng trước nó thì sẽ viết vần yên y ngắn. Các con lưu ý để chúng ta viết vào bài cho đúng. Cô mời các con đọc lại. Biển rộng mênh mông, xóm làng bình yên, triền núi có ruộng bậc thang. Cô mời các con chuyển sang bài 11. Nối tiếp câu kể lại sự việc trong tranh. Tranh 1, sáng tinh mơ gà mẹ chấm chấm. Tranh 2, gà mẹ cho đàn con chấm chấm chấm. Tranh 3, gà mẹ dẫn các con đi chấm chấm chấm. Tranh 4, buổi trưa gà mẹ và đàn con chấm chấm chấm. Các con suy nghĩ và nối tiếp câu kể lại sự việc trong tranh. Đó chính là yêu cầu của bài 11. Ở tranh số 1, đây là tranh vẽ gà trống gáy lúc mặt trời mọc, đúng không? Buổi sáng. Vậy sáng tinh mơ, gà mẹ gọi con dậy và ra khỏi chuồng. Đó, gà mẹ đang gọi con này, các con dậy và ra khỏi chuồng. Tranh số 2, gà mẹ cho đàn con chạy nhảy tắm nắng, ánh nắng buổi sáng. Đó chính là tranh số 2. Tranh số 3 là gì? À, đây là gà mẹ dẫn các con đi kiếm mồi. Gà mẹ đang kiếm mồi để bón cho gà con, đúng không nào? Tranh số 4, buổi trưa gà mẹ và đàn con nghỉ ngơi trong bóng mát. Đó, dưới bóng của cây khoai. Cô mời các con đọc lại bài. Sáng tinh mơ, gà mẹ gọi con dậy và ra khỏi chuồng. Gà mẹ cho đàn con chạy nhảy, tắm nắng. Gà mẹ dẫn các con đi kiếm mồi. Buổi trưa, gà mẹ và đàn con nghỉ ngơi trong bóng mát. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 11. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần 2, đánh giá cuối học kỳ 1, đề tham khảo. Các con mở sách giáo khoa trang 141. A. Đọc. 1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Đàn mưa con, đám mây đen chịu nặng, cúi mình xuống thấp dần,
cho đến khi rạn vỡ, sinh ra triệu đứa con, đàn mưa con bé tí, trong trèo như giọt sương, vừa mới rời xa mẹ, đã can đảm xuống đường, giọt đậu vào cành khế, giọt thấm xuống cánh đồng, giọt bay trên mái phố, nhảy dù xuống dòng sông. Sau nhiều ngày trôi nổi, đi du lịch khắp nơi, chúng gặp nhau ở biển, làm sóng trắng trùng khơi. Phi tuyết ba. Trong bài thơ, những giọt mưa được gọi là gì? Cô mời các con đọc thầm để trả lời. À, trong bài thơ, những giọt mưa được gọi là triệu đứa con. Giọt mưa rơi xuống những đâu? À, giọt mưa rơi xuống đường, rơi xuống cành khế, rơi xuống cánh đồng, rơi xuống mái phố và rơi xuống dòng sông. Đúng không nào? Trong bài này, nhà thơ đã sử dụng hình ảnh nhân hóa. Những hạt mưa được miêu tả được gọi là triệu đứa con. Những hạt mưa, những giọt nước mưa rơi xuống đường, rơi xuống cành khế, xuống cánh đồng, xuống mái phố, xuống dòng sông, rơi xuống khắp nơi. Và sau nhiều ngày trôi nổi du lịch khắp nơi, chúng lại gặp nhau ở biển và làm sóng trắng trùng khơi. Một bài thơ rất là hay, miêu tả về đàn mưa con. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần 2, đọc hiểu. Các con sẽ đọc cùng cô bài Cỏ và Lúa. Ngày xưa, Cỏ và Lúa là hai chị em ruột, dáng rất giống hệt nhau. Khi lớn lên, mẹ cho Cỏ và Lúa ở riêng, mỗi người một cánh đồng. Lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích lũy chất màu từ đất, làm ra những hạt thóc vàng. Còn Cỏ chỉ mải đùa nghịch với những giọt sương long lanh đọng trên lá. Dần dần, Cỏ ốm o, gầy còm, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích. Một hôm, Lúa mời Cỏ và bạn bè tới chơi. Sau khi ăn uống đủ đầy, Cỏ lăn ra ngủ. Thấy nhà của chị Lúa sáng sủa, mát mẻ, Cỏ xin ở lại. Lúa vốn hiền lành và thương em, nên đã đồng ý. Từ đấy, Cỏ sống chung với Lúa. Cỏ còn dựa dẫm vào những người láng giềng như Ngô, khoai, sắn, vân vân. Cho đến bây giờ, tính tình Cỏ vẫn không thay đổi. Chẳng ai ưa cái tính lười nhác của Cỏ. Theo Nguyên Anh, các con bấm dừng video để luyện đọc lại bài Cỏ và Lúa. Đọc xong, chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Bây giờ chúng ta lần lượt trả lời câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu. Trang 142. Câu hỏi A. Trong câu chuyện Lúa và Cỏ có mối quan hệ như thế nào? Là bạn của nhau, là hai chị em ruột, là láng giềng của nhau. Các con đọc để suy nghĩ và trả lời. À, Cỏ và Lúa là hai chị em ruột. Vậy đây chính là đáp án đúng. Lúa và Cỏ là hai chị em ruột. B. Sau một thời gian ra ở riêng, Cỏ và Lúa khác nhau như thế nào? Các con đọc suy nghĩ để trả lời. À, sau một thời gian ra ở riêng, Cỏ và Lúa khác nhau như sau. Lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích lũy chất màu từ đất, làm ra những hạt thóc vàng. Vậy cô sẽ nối
lúa làm ra những hạt thóc vàng. Thế còn cỏ, ốm, ốm o gầy còm chẳng làm ra sản phẩm gì có ích. Cỏ còn dựa dẫm vào những người láng giềng như ngô, khoai, sắn. Vậy cỏ chúng mình sẽ lối với ý số 2 và ý 3. Đó. Các con thấy trong câu chuyện cỏ rất là chăm chỉ, lúa rất là chăm chỉ hứng nắng và làm ra những hạt thóc vàng. Còn cỏ thì ngược lại, cỏ thì lười biếng, lười nhác, dựa dẫm. Đúng không nhỉ? Cho nên chẳng ai ưa, chẳng ai ưa cái tính lười nhác của cỏ và lại còn dựa dẫm, đúng không nào? Câu C, vì sao lúa làm ra được sản phẩm có ích? À, vì lúa chăm chỉ hứng nắng đón gió, đúng không? Tích lũy chất màu từ đất cho nên đã làm ra được những hạt thóc vàng. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu D, vì sao cỏ không được ai ưa thích? Vì sao? À, vì cỏ chỉ mải đùa nghịch, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích. Đúng không nhỉ? Chẳng ai ưa cái tính lười nhác của thỏ, của cỏ. Đúng không? Tính lười nhác của cỏ và lại còn dựa dẫm vào người khác. Vậy câu trả lời của mình sẽ là vì cỏ lười biếng mải chơi, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích, sống dựa dẫm vào người khác. Chính vì vậy cho nên cỏ không được ai ưa thích cả. Câu E, chọn dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than để điền vào các ô vuông. Cỏ, chị lúa ơi, chị cho em ở lại nhà chị được không? Đây là câu hỏi nên chúng mình điền dấu gì? À, chúng mình sẽ điền dấu hỏi chấm ở cuối câu hỏi. Lúa trả lời, ừ, em ở lại đây, chị em mình sẽ cùng nhau làm việc. Đây là câu trả lời, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết dấu chấm ở cuối câu trả lời. Cỏ, cảm ơn chị nhé. Đây là câu thể hiện niềm vui, đúng không nhỉ? Niềm vui của cỏ vì chị đã đồng ý cho cỏ ở lại và cỏ cảm ơn chị. Chúng mình sẽ viết dấu chấm than. Các con lưu ý, cuối câu hỏi chúng mình sẽ viết dấu hỏi chấm. Cuối câu trả lời là câu nêu hoạt động hay câu kể thì chúng mình sẽ viết dấu chấm. Cuối câu nêu bộc lộ cảm xúc, chúng mình viết dấu chấm than. Các con lưu ý để sử dụng đúng dấu câu khi viết bài. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần nghe viết cỏ và lúa. Chúng mình sẽ viết một đoạn từ lúa chăm chỉ cho đến có ích. Các con nghe cô đọc. Cỏ và lúa. Lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích lũy chất màu từ đất, làm ra những hạt thóc vàng. Còn cỏ chỉ mải đùa nghịch với những giọt sương long lanh đọng trên lá. Dần dần cỏ ốm o gầy còm, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích. Bây giờ chúng ta sẽ viết bài nào? Các con nghe cô đọc để chúng mình viết bài. Lùi vào 4 ô các con viết cỏ và lúa. Lùi vào 1 ô các con viết lúa chăm chỉ hứng nắng, phẩy đón gió, phẩy tích lũy chất màu từ đất, phẩy làm ra những hạt thóc vàng, chấm. Còn cỏ, phẩy, chỉ mải đùa nghịch với những giọt sương long lanh đọng trên lá, chấm. Dần dần, phẩy, cỏ ốm o gầy còm, phẩy, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích, chấm. Vậy là chúng mình vừa viết bài cỏ và lúa.
Các con bấm dừng video để viết bài. Viết xong các con lại bấm tiếp theo. Cô mời các con chuyển sang bài tiếp theo, viết đoạn văn. Viết 3 đến 4 câu kể về việc làm tốt của em ở nhà hoặc ở trường. Các con có thể dựa vào gợi ý. Ở sách giáo khoa trang 142, phía dưới, gợi ý, việc tốt em đã làm là việc gì? Em làm việc đó ở đâu? Khi nào? Em có suy nghĩ cảm xúc gì khi làm việc đó? Các con tham khảo bài của cô. Có lần bố bị ốm phải nghỉ ở nhà, mẹ đã gọi bác sĩ đến khám bệnh cho bố, còn em rót nước và lấy thuốc cho bố uống. Nhờ sự chăm sóc của hai mẹ con, bố đã đỡ hơn nhiều. Em rất vui khi làm một việc tốt để giúp đỡ bố mẹ. Bài tham khảo tiếp theo. Có lần bạn Lan ngồi cùng bàn với em bị ốm phải nghỉ học. Chính vì vậy, em đã chép bài các môn học thật cẩn thận. Đến buổi tối, em xin phép đến thăm Lan. Em đã đưa cho bạn những cuốn vở ghi chép của mình. Em còn giảng cho Lan những bài toán khó mà bạn cảm thấy chưa hiểu. Sau khi về nhà, em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Các con hãy dựa vào những câu hỏi gợi ý trang 142, dựa vào bài tham khảo của cô. Các con có thể viết 3 đến 4 câu hoặc nhiều hơn 4 câu cũng được về việc làm tốt của con đã làm ở nhà hoặc ở trường. Vậy là chúng mình vừa ôn lại toàn bộ nội dung của bài đánh giá cuối học kỳ 1 từ trang 141 đến trang 1. Từ trang 137 đến trang 142. Các con hãy xem lại video để nhớ bài. Các con hãy chia sẻ video cho các bạn của mình cùng học. Và xem video xong, các con bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô giáo. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.